bây giờ là tháng chạp rồi sẽ đến tháng riêng dân ta với những cái truyền thống tốt đẹp rồi sẽ đến các chùa ngay trong làng mình ngay trong phường mình và có những người còn đến những ngôi chùa xa hơn thực tế đạo phật của nước ta những năm tháng qua thì nhiều người cũng đã biết tháng chạp năm hết tết đến tôi xin gửi đến mọi người bài viết của nhà văn phạm lưu vũ về việc tu hành về chùa và về học viện Phật giáo. Ra trường và chỗ làm. Giảng đường đại học vẫn là mục tiêu, hầu như là buộc phải hướng đến của đa số lớp trẻ. Nhưng học xong, ra trường rồi kiếm chỗ làm là một việc vô cùng gian truân. Đây là một thực tế, một vấn lạn đáng thương của các cháu mà xã hội đã và đang phải chứng kiến. Việc này chả nói thêm làm gì thì ai cũng biết cả rồi. Đây là tôi muốn nói chuyện ra trường và chỗ làm nhưng hơi đặc biệt. Không phải chỗ làm mà là chỗ tu. Các sinh viên ở học viện Phật giáo từ đây phải gọi là các anh thầy còn đang là sinh viên xong đã được xã hội từ cụ già đến em nhỏ nhất tề cung kính gọi bằng thầy đơn giản vì anh chọc đầu xuất ra và khoác bộ đồ nhà chùa các anh thầy trắng trèo miệng lún phún măng tơ thản nhiên xưng thầy với cả những người bằng tuổi ông mình bà mình với cả cái làng đã bỏ đất bỏ công bỏ của ra để xây ngôi chùa rõ to lộng lẫy như cung điện để anh có chỗ ra trường thì về đấy mà tu kỹ sư thạc sĩ cử nhân ra trường muốn có chỗ làm phải chay vẩy phải cung kính dạ thưa với người ta ngược lại các anh thầy thì dẫn ở chỗ tu phải cung kính gọi anh ta bằng thầy thật là một thực tế đảo điên nhức nhối Xong đằng sau đó còn nhiều sự thật nhức nhối hơn nữa để chuẩn bị sẵn chỗ tu khi ra trường các anh thầy thường kết nối với một lực lượng không phải là phật tử song gọi là có tâm với phật giáo thực chất đó là giới cò mồi muôn chuyện phật sự không có việc cò mồi chỗ tu thật là một thực tế đảo điên nhức nhối. Xong đằng sau đó còn nhiều sự thật nhức nhối hơn nữa để chuẩn bị sẵn chỗ tu khi ra trường. Các anh thầy thường kết nối với một lực lượng không phải là Phật tử, xong gọi là có tâm với Phật giáo. Thực chất là giới cò mồi, muôn chuyện của Phật sự, trong đó có việc cò mồi chỗ tu. Lực lượng này sẽ giới thiệu anh thầy với một hoặc vài vị sư nào đó đang trụ trì một hay nhiều chùa vị này sẽ thu nhận anh thầy làm đệ tử và sẽ chuẩn bị sẵn một ngôi chùa nào đó trong cái phạm vi cai quản của mình để anh thầy học xong rồi về đấy mà tu có chùa to rồi thì yên chí chùa chưa to thì sư sẽ thông qua lực lượng cò để xui dân làng xui chính quyền địa phương huy động đàn na tín thí mở rộng chùa, biến chùa nhỏ thành chùa to, biến chùa to thành lộng lẫy. Việc này là nghề của các sư cụ và của giới cò Phật sự. Khắp các làng quê đang thi nhau xây chùa, làng nào cũng phải có chùa to có tượng Phật to, trong khi làng quê nào cũng rất nghèo và ngày càng nghèo hơn nữa việc này có đúng với chánh pháp của đức phật hay không tuyệt đối không và những ngôi chùa to tượng lớn ấy có nhiều phước điền không cũng tuyệt đối không tôi từng được mời dự khánh thành một ngôi chùa như thế cũng như được rủ đi dự một phật sự hoành tráng do một ông thầy có số má chủ trì ở sóc sơn tôi đều từ chối hỏi tại sao tôi trả lời rằng tôi không coi đó là những Phật sự mà là ma sự. Phạm Lưu Vũ Vâng, thưa các bạn, cùng với Phạm Lưu Vũ, cùng với người bạn thân của anh là tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu đã từng có một bài xuất sắc về Chùa Ba Vàng. Những vấn đề đó thực sự là nhức nhối mà cần xã hội cần phải giải quyết. Chính quyền rồi những bộ phận chức năng giải quyết ra sao tôi thấy rất thất vọng một bài viết ngắn của phạm lưu vũ tôi đọc thấy thấm thía còn bạn thì sao bạn có cảm thấy mình đồng ý với ý kiến ấy thì trao đổi cùng với chúng tôi chúng ta cùng nhau mỗi ngày một giác ngộ hiểu biết thêm những cái sự thật rồi những tín ngưỡng ở trên đời chúng ta tôn trọng tín ngưỡng nhưng phải đúng và phải thành tâm và phải loại bỏ những cái thế lực hắc ám đã làm biến tướng đạo phật cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe